Добрый Алло, день. добрый Добрый день. день. Как у вас дела? Спасибо. Хорошо. Ну, А что скажите, интересное? пожалуйста, Ну? фотки я отправила. Да. Ну, это Мне что? не понятно. How about это что? Как насчет? Да, Но... это переводчик насчет. Em cũng không hiểu từ tiếng Nga và cũng không À, hiểu các luôn cả nasyot, từ tiếng không Anh. không hiểu cái từ các nasyot đấy. Tiếng Nga, đa. À, serious. Các nasyot đấy. À, nó là thành à, nếu mà nó dịch thì dịch các nasyot à, 5 giờ hoặc là 6 giờ. Các nasyot 5 часов или 6 часов đấy. Các nasyot à, 5 часов, các nasyot 5 часов или 6 часов. Ý nói rằng là thế khoảng 5 giờ 6 giờ thì thế nào có được không đấy à, đấy các nasyot ví dụ như là bây giờ chúng ta hẹn gặp nhau chẳng hạn đấy вот например мы договоримся встречаться đấy thế thì chúng ta sẽ hỏi какое время và lúc mấy giờ thế xong rồi một người hỏi là à các nasyot 5 или 6 часов thế vào khoảng 5 giờ hoặc 6 giờ thì sao đấy đó kiểu thế đấy. Đấy. Nó có cái tập hợp từ các nasyot đấy. Các nasyot. How about là các nasyot? À, nó bất tạp. Понятно, đấy. Я поняла. Потому что это, резко. Можно когда, Nó часто пользуется, очень часто даже пользуется. Это... очень часто, да? Да. Сочетание как насчет часто пользуется. Как насчет. Как насчет. Về vấn đề nào đó đấy. Các nasyot đấy. À, các nasyot minya. Thế còn tôi thì sao? À, các nasyot minya. Còn tôi thì sao đấy? Đó. À, ví dụ như là mọi người đang rủ nhau đi chơi nhưng chả thấy ai mời mình cả đấy. À, thế bảo à, các nasyot minya. Thế còn tôi thì sao? Đấy. Đó, kiểu thế. Đấy. Các là stone mình Các nasyot minya. nhỉ là Đó. Thế hoặc là ví dụ chúng ta chúng ta đang thảo luận là ví dụ như là что мы будем делать завтра? Ngày mai là ngày nghỉ chúng ta sẽ làm cái gì đấy à thế em sẽ hỏi à, các nasyot theatre các nasyot theatre đấy theatre à thế còn vấn đề nhà hát thì sao nhỉ hay là ta đi nhà hát kiểu thế đấy các nasyot cái theatre là đấy chốt các theater. nasyot theatre à đó hoặc là các nasyot các nasyot prогулки по городу à thế hay là ngày mai chúng ta sẽ đi dạo chơi quanh thành phố kiểu thế đấy. Các nasyot theatre. Có cái từ nữa là cái từ, tức là em không biết viết như nào nhưng mà em thấy bạn hay nói là cái từ noka, tức tức ví dụ này nhá, đang cầm cái xe đẩy chẳng hạn thì đẩy thì kiểu nó bị long ốc ấy. Đấy, thì bạn bạn bảo là nuka, tức là xong thì bạn ấy Nuka xem cái xe là đẩy này, đấy. này này hãy dừng lại đấy. Nuka, Nuka Astanavis đấy. Nuka Astanavis đấy, Nukastanavis nuka đấy, à, Nukastanavis à đó, Nukastanavis đó, là nào hãy dừng lại nào, dừng lại đấy, Nukastanavis, cái từ Nuka này chẳng qua là nó dùng để nó tập trung sự chú ý của mình thôi, nhưng không có nghĩa gì cả đấy, no. Đấy, vâng. à Nuka ví dụ như là bây giờ Nuka chồng chồng đi làm về về đi làm về xong rồi ngồi vào bếp ngồi trên bàn trông mệt mỏi đấy trông mệt Vâng. mỏi thế em hỏi các nasyot 100 gram Các nasos 100 gram. các nasyot 100 gram đấy hay là uống một tí đấy hay là uống một tô một tí 100 gram đấy các nasyot 100 gram đó em nhé à đấy Ai tiếng lóng à? các nasyot 100 gram à 100 gram à, người Nga người ta nói người Nga người ta là 100 gram đấy 100 gram à, đó là cái có nghĩa là gì nào là rủ nhau uống rượu đấy nó các nó 100 gram đấy em nhé các nó 100 gram đó à đấy thế còn cái từ nuka thì có là nào này đấy này đấy nuka nali vai si 100 gram đấy à ví dụ chồng đi làm về mệt mà ngồi thừ ra đấy bạn nuka nuka nali vai si 100 gram đấy 100 gram à đó nào hãy rót cho mình 100 gram đi đấy Nuka nali vai si 100 gram đấy à
thế còn nếu mà hỏi là các nasustogram có nghĩa là gì nào? À, là có nghĩa là hay là anh uống một tí nhé. Đó. Kiểu thế đấy. À, hỏi xem có đồng ý xem các nasustogram, nếu nói các nasut thì có nghĩa là cần phải đợi người ta có đồng ý hay là không đồng ý đấy. Thế còn nuka thì có nghĩa là ra lệnh rồi. Nuka nalivaistogram đấy. Đó. Nước một. Hôm qua em cũng đi làm, có nói là tức là em Đây, chưa cheers biết Pietro rapochik Bocchini. Đấy, cheers Pietro Bocchini. đời Tức nhây là đó. sau 5 ngày làm việc, đời nhảy, đấy. Đây là đời nhảy, đấy. Tức là họ không tính cái ngày nghỉ ạ, Không mà tính ngày chỉ nghỉ, tính cái đấy. ngày Ví dụ hôm nay là thứ 5 chẳng hạn, thì tính ngày mai là thứ 6 này. Thế xong bắt đầu thứ 2, thứ 3, thứ 4, tính từ thứ thứ 5. hai đa Đó, đa đó, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, đấy. đa tác nghiệp bao nhiêu là tác đa Đấy, tức là không tính ngày nghỉ, Pietro Bocchini. đa Đó, chữ cheers đẹp Pietro bia Bocchini. rapochik để nhảy Tuy nhiên là chiếc biết rất bố trí nhỉ. Một rồi đấy. đa y y xua nhé cuốn cờ và pros nô giá là Nó tôi tức là em không ghi âm lại để mà về hỏi à nó tiếp đây nó rất là bom nhỉ. Cái nhất là đây. Nó đây sẽ nô rất là bom nhỉ. Đây. nô an an á nó pro ta Nó. Bà tôm ăn áo dưới nát tôi dễ như bao nhiêu là ăn áo xàm gì lát À, nào là ăn áo xem rồi đấy. ăn áo xàm mà gì lào Sama gì zero là đấy. Nó sama zero. Да, là да. Это интересно, что они, если ты не понимаешь, то они сами за тебя делают. Это интересно, да. Это как Но русские так делают. Да, но nó cất mà À, thì trước ra em thì xin lỗi không sao, cái việc mà học mê ấy, mất cái việc học nó rất quan trọng. Quan trọng bởi vì là nó bổ sung cho mình thêm cái kiến thức đấy. Đó. À, vâng tác. À, thế thì để cho nhẹ nhàng chúng ta học, đây chúng ta chỉ học những vâng cái câu chuyện vui vui thôi. À, đây câu vâng chuyện vui. vâng Câu chuyện vui này thì nó tại sao chúng ta học câu chuyện vui, bởi vì là mình cứ hay chọn sẵn những câu chuyện vui, bởi vì sao? Trong câu chuyện vui nó sẽ có rất nhiều những kiến thức đấy. Đấy. vâng À, đó. À, cái câu chuyện vui thứ nhất này là gì nào? Однажды в Иркутске. À, thành phố Irkutsk nó nằm ở đâu biết rồi đúng không? Đấy, Irkutsk nó nằm ở Vâng. ở chính giữa vùng Nga. Siberia. À, nó nằm ở giữa À, vùng Siberia đấy. Siberia, À, nó chia, tức là ví dụ đây là Moscow đấy. À, đây là vâng. Vladivostok, tức là cái biển cực đông của Nga đấy. Thì Irkutsk nó nằm ở Vâng. giữa này đấy. À, đó. À, thế như vậy là gì? Однажды в Иркутске две старухи сели поезд. Có hai bà già Starushki. ngồi vào hay là Ngồi vào tiếng Việt trong mình gọi tàu đúng không là ạ? tiếng Việt mình gọi là lên xe lửa đấy. À, lên xe lửa À. đấy. Sieli tiếng Nga nó là sieli đấy. Sieli. Động từ siest, đây có động từ siest. Siest. À, chúng ta có động từ saditsa. Saditsa. Đó là động từ thể chưa hoàn thành. Động từ thể hoàn thành là siest. Siest là thể hoàn thành. Đó. Vâng. À, siest. Thế ví dụ bây giờ chúng ta nói là ngồi vào ô tô thì người ta gọi là siest vào machine đấy. À, đấy. À, tiếng Việt mình gọi là gì? Ngồi lên xe đi. Đấy. Ngồi lên xe đi. À, đó. À, À, Adnash đi đây là một ngày ạ. Atnas đi là một lần đấy, một lần. À, một Có một lần, lần đấy. vâng. À, thông thường người Việt Nam khi nói tiếng Nga các bạn hay nói là gì? Ajindras. Em hiểu chưa? Ajindras. À. Đại đa số các bạn đều nói là Ajindras. Nhưng người Nga người ta không nói Adnash. Ajindras. À, các bạn nói là gì nào? À, các bạn sẽ nói là Ajindras đấy. Ajin. Ajin Ras. Ajindras. À, đúng không nào? Em nói thế đúng không? Đấy. Vâng Ajindras vâng là vâng một lần đấy, đấy. Adnashri. Đấy. Thế À nhưng nếu người mà nói là vào một ngày đúng không ạ? Vào một không, ngày người đẹp Nga người trời ta chẳng không nói hạn là Ajindras mà người ta sẽ nói là Adnasdy. Adnashri là vào À, một lần. Thế còn Adnasdy vào là một đấy. ngày ạ? À, Vajindian. À, À, và bạn Jin Jin Jin. Prikrasny Jin. Người Nga nếu mà người ta nói vào một ngày thì người ta hay nói là gì nào? Vâng. Ajin Jin đấy, có một ngày đấy. Và Jin Jin. Một Hay Jin Jin. hay là người ở trong truyện cổ tích nó hay viết ấy, vợ Prikras, vợ Ajin Prikrasny Jin. Vợ Ajin Prikrasny Jin. À, vào một Nghe nhỉ. ngày tuyệt đẹp đấy. Đó. Người Vâng. ta hay nói Vajin Prikrasny Jin. Và один прекрасный день появился принц. À, vào một ngày đẹp trời, vào một ngày đẹp trời là xuất hiện một chàng hoàng tử đấy, ví dụ vậy đấy. Đó. À, đấy là Vâng. đọc truyện cổ tích như thế. Mình đọc rất nhiều truyện cổ tích của Nga đấy.
đọc rất nhiều chuyện cổ tích của Vâng. Nga, cho nên là gì, nhiều khi là mình nói cũng hay hay theo cái giọng của cổ tích ấy, chuyện cổ tích đấy đó đấy. Đó. Là mình cũng đọc nhiều chuyện cổ tích xong thì sau đó còn kể cho con nghe chứ đấy. Vâng Cứ buổi vâng. tối khi mỗi một tuần thì mình chỉ ngủ với con một lần thôi, đi ngủ cùng với nó một lần vào tối chủ nhật đấy Vâng. đó. Thế còn các tối khác thì mình phải làm việc hết từ thứ hai đến thứ bảy. Thế còn tối chủ nhật là gì, Vâng. khi mà đi vào ngủ thì bao giờ câu đầu tiên nó véo von đúng không, bây giờ bố sẽ lên đi ngủ, bây giờ bố sẽ lên đi ngủ, bây giờ bố sẽ kể chuyện cổ tích đó. Thế là mình phải kể chuyện cổ tích cho nó nghe đấy. Chuyện cổ tích cho nó nghe thì có chuyện kể kể nó bắt kể đi kể lại, nó thích nhất là câu chuyện là Calabo Calabo đấy đó. Cái chuyện À, em có cả biết là cái bố chuyện đấy không nào, cánh Calabo Calabo biết không có đấy đó. bởi vì chồng em kể cho con em. Calabo Calabo đấy, chỉ biết xem đấy, vân vân đấy đó. Thế cho nên là gì, nó thuộc lắm rồi, cái chuyện nó thuộc lắm rồi, kể đến đâu thì Vẫn nó thích thì nó kể mà. theo đến đấy đấy. Mình cứ kể, bắt đầu đến cái đoạn nào đó là bắt đầu nó lấy tay nó bịt mồm lại xong tự nó kể đấy đó. Đấy, Ôi mẹ ơi, trộm đấy, vía đấy. con. Đó, trẻ con nó như thế. Cho nên là gì, em muốn Nhiều gì, quá. em muốn cho con phát triển em phải kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Muốn kể chuyện cổ tích cho nó nghe thì em phải tự đọc đấy, em phải tự đọc chuyện cổ tích đúng không nào. Vâng. Đó cũng là một cái nhiệm vụ cho em là gì, là em phải sưu tầm những cái chuyện cổ tích trẻ cho trẻ em đấy, xong rồi đọc, Anh đọc xong ơi, kể em cho sẽ con nghe chụp ạ, em sẽ chụp nhưng mà bởi vì là em đọc nó không chuẩn ấy, đấy. em Đấy sẽ đấy, chụp thế sau đó thì buổi sau có thể là anh dạy em đọc chuyện cổ tích nhá. đúng rồi, sẽ đọc Vâng. đọc được mà đấy đó. Đó Cũng cũng là cái học là đối với vâng. chúng ta nó cũng là bài học đấy, nó cũng là bài học rất là hay Vâng, đó. nó cũng Và là học mình cũng vâng. phải tìm hiểu, như em đọc thì em phải tìm hiểu từ mới về các cấu trúc câu ở trong đó đấy đó. Vâng, vâng. Crescendo ở đây là gì nào, Annas de Virkuski de Vestaruki, ở đây chúng ta nhìn thấy là Staruski, có từ Staruska là bà già, Vâng. Staruska là bà già, nghĩa chỉ bà già. Nhưng mà ra đường chúng ta không thể gọi người ta là Staruska đấy, bởi vì sao, nói như thế người ta tự ái đấy. Debushka đúng không ạ? Không, mình nói gì, nếu mà người ta già thì chúng ta sẽ gọi là Babushka, Babushka đấy, Babushka. Đó. Thế còn bình thường thì đối với người phụ nữ chúng ta phải gọi là Jenshin này đấy, Jenshin đó. Thế Vâng. còn nếu gọi người ta là Staruska thì người ta tự ái, người ta không thích đấy đó. Vâng. Divya Starusky, Divya Starusky, đây là gì, Staruska là danh từ giống cái, nhưng đây có là Divya, có hai người phụ Devi, nữ Devi đúng Sieli Poyest, không? Sieli Sieli đấy, Silly ngồi Vapoyest. vào đấy, ngồi vào trong tàu hỏa đấy. Vagon nhé, ở trong toa, vagon nhé, anh vagon nhé, tức là gì, vagon là cái toa, cả cái toa tàu lớn ấy đấy. Vâng. Ở trong toa tàu, anh Sidieli Irazgavari, họ ngồi trong toa tàu, họ nói chuyện với nhau. Kuda vui gì chứ, bà đi đâu đấy, Spasila Atna, một bà hỏi. Yedu Moscow, tôi đi đến Moscow đi thăm con trai. Thế bà thứ hai bảo Ayava Vladivostok đổi chỉ đi. Thế còn tôi thì đi đến Vladivostok đến đến thăm con Con gái gái. đấy. Đó, tức là gì, đây là Vladivostok đấy, Vâng. thế còn đây mới là Moscow đấy, em hiểu chưa. Vâng. Một bà Vâng. thì đi đến Moscow, thế còn một bà đi đến Vladivostok đấy đó. Oh my God. Đấy, đó. Thế hai bà bảo Smatriche какая теперь замечательная техника. Ô, bà xem này, bây giờ thì là gì, kỹ thuật phải nói là tuyệt vời đấy, kỹ thuật thật là tuyệt vời. Skazala Pierva Staruha đấy, cái bà cụ đầu tiên nói đấy, cái bà cụ đầu tiên nói Мы сидим в Vâng. одном вагоне nhỉ, tôi với bà cùng ngồi trong một toa tàu mà lại có thể đi được vào hai hướng khác nhau đấy. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Да, в разные Ai стороны. sẽ phải ra Đã, đã, đã. Thế vậy thì bây giờ stone. cái câu mà khi mà em muốn nói sang cái đó, em sẽ em ngắt ngữ ở chỗ nào? Em sẽ không thể gọi hiện tượng đó là gì? Bà nói là gì? Замечательная техника. Đúng Vâng. không nào? Техника. Đó là cái câu mà chúng ta học được. Это Vâng. какая теперь замечательная техника? Сказала первая. Сказала первая. Bà cụ thứ nhất nói. Сказала первая. Đấy. Мы сидим в одном вагоне. Tôi với bà ngồi trong một toa tàu. Anh chim rác núi Yedem tôi Vrasny Storny ra đấy. Mà chúng ta hai lại chiều khác đi nhau. đi được
hai chiều khác nhau đó, hai hướng khác nhau đấy, mà chúng ta lại vẫn đang đi được hai hướng khác nhau. Đó. À thế vậy thì chúng ta có từ gì ở đây nào? Staranna. Chúng ta có từ Storana. Staranna. Staranna là một chiều một hướng đấy. À Staranna. Đó, chúng ta có từ Staranna. Staranna đấy. Staranna. Đấy. À thế Staranna là gì? Staranna. Nếu mà số nhiều thì là Storanna. Sto À, trọng âm. À trọng âm sẽ thành là Storanna đấy. À Storanna. Đấy bình thường là gì? Staranna. Staranna à storanna, staranna storanna đấy. Đó. À, thế thì xuất phát từ đây nó sẽ có cái tập hợp từ nastaranye, staranye, nastaranye. À. À thế là gì? Hay nói là gì những anh chàng mà hay có người tình đấy. Có bồ đấy. À người ta sẽ gọi là gulyach nastaranye đấy. On gulyayet nastaranye, tức là gì? Là anh ấy đi ngoại tình. Đó. À. Juliet Nastaranya. À. À. Đấy. Đấy lắm Nastaranya. À đấy. Juliet Nastaranya không không phải lắm mà người ngang cái nó như vậy đấy. On Juliet Nastaranya. On Juliet Nastaranya. À đó thì thấy như nào? Thế vậy thì cái từ Starana này nếu bình thường chúng ta không biết à chúng ta tưởng là chỉ là một cái bên thôi đấy. Có nghĩa là anh ấy đang đi chơi ở phía bên kia đấy. Đấy. Đó. Vâng. Thế như vậy nhưng mà nếu mà cái tập hợp của nó Juliet Nastaranya thì có nghĩa là anh ấy đi ngoại tình, tức là anh có bồ, anh đi chơi, chơi ở cái Nastaranya, Nastaranya. Đó vậy thì cái từ Starana nó có cái tập hợp từ nó như vậy đấy, đấy. Thế cho nên là khi mà chúng ta học một cái đọc một cái câu chuyện cổ tích, đọc một cái câu chuyện vui thì chúng ta cũng có thể là học được rất nhiều các cuốn. Tiếp theo, Uchichinitsa, Pecha. Giáo viên. А твое сочинение о кошке как две капли воды похоже на сочинение твоего брата. À, cái bài viết văn của em về con mèo. Cái bài viết văn của em về con mèo. Сочинение thì gọi là viết văn à? Em là bài văn đấy. Сочинение là bài văn đấy. Cái bài tập là làm văn. Cái sự sáng tạo sáng chế. Để. Cái bài tập làm văn của em. Cái bài tập làm văn của em về con mèo. Như là hai giọt nước giống với cái bài của em trai của em đấy. Nasachinenya. À đây có tập hợp gì? Các de vie capri vadi. Như hai giọt nước. Các được nhá. Đấy. À Pija nói sao? Điều đó dễ hiểu thôi. Viết chỉ mới pisali abadnoi koske, bởi vì chúng em cùng viết về một con mèo mà. Một con mèo. Uống đi. Đấy. À, thế vậy thì ở đây chúng ta có tập hợp gì nào? Pakhos đấy. Pakhos các từ viết các viết đấy. Pakhosi. À chúng ta có tập hợp từ Pakhosi. Các từ viết các li và đi. Đúng không nào? Đấy. Pakhosi các từ viết các li và đi có nghĩa là gì? Giống như là hai giọt nước. Giống như hai giọt nước. Giống như hai giọt nước thì người ta coi là chúng giống nhau mà đấy. À. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói là gì nào? Ani Pakhosi. Ani, họ giống nhau như hai giọt nước đấy. À thế Pakhoji thì na ka bo. Ana. Pakhoji na pa pu. Pakhoji. Na. Na ma mu đấy. Na ma mu. Ana Pakhoji na ma mu. Cô ấy giống mẹ đấy. Đấy. Na. On Pakhoji na pa pu. À nó giống bố đấy. À thế câu hỏi sao? Kavo nakavo. Nakavo. À nakavo on pakhos. On pa. On pakhos. Nakavo on pakhos đấy. À đó. Khi mà em sinh bé đấy thì chắc chắn rất nhiều người hỏi. À nakavo on pakhos. Na o ochin đấy. On nakavo on pakhos đấy. On pakhos na mamu đấy. On pakhos na papu. Na papu đấy. On pakhos na papu đấy. À đó. À, các được via capi và đời. Đã các được via capi và đời đấy. Các được via capi và đời. À vậy thì đó là cái cách mà người ta nói đấy. À sử dụng. À, chỉ đơn giản là một chỉ đơn giản là gì? Là à, là hai cái câu chuyện vui này thôi đấy. Chúng ta cũng đã học được nhiều đấy. Đa. Texto. À như vậy là trong bài tới thì em cần phải tìm câu chuyện cổ tích đấy. Chúng ta sẽ cùng đọc chuyện cổ tích. Đa.
Ủa, Paruka, Padari, nào? Padarili, Padarila, À, Paruka, Padarila, Padari là cái nhi gủ. cái gì gọi đấy, Đà. Skazki đấy, Skazki Đà, đà một nô cơ. đấy, это интересно, да. Надо выбрать короткие, đấy, cần phải chọn những cái câu Đà. chuyện nó ngắn ngắn, đấy, đó. Đà, Xong sau đà. đó là đọc nhiều lần học thuộc đi, đấy. Xong mình kể, kể Đà. nghe. Mình nhiều Đà, khi đà. là ví dụ như là mình thì đối với mình thì cái chuyện nhớ một cái chuyện cổ tích nó rất đơn giản đấy đó. Cho nên nhưng mà Đà. gì là ví dụ buổi tối mà trước khi đi ngủ con là mình cũng phải là lượn lượn xem là có câu chuyện gì hay đấy, đọc đọc trước đi để xong rồi còn kể cho con nghe chứ đấy đó, đúng không nào, chứ không phải tự dưng mình sáng Đà. tác ra được đấy. Đà. À nó lạt nè, này từ mẹ Đà. chúng ta tạm dừng tại đây nhé đấy. Rồi. À ta Đà khao đà bao xiếc xôi đấy, spazio à vào. lát nữa ta vai ta kia ta paka paka. Đà đà đơ. Bố như dân nhích.